Hello anh, mình sẽ hướng dẫn sử dụng con flash nhé. Từ là kéo này ra, bỏ pin vào trong. Bỏ pin vào trong đây thì nó rất là đơn giản, em sử dụng pin A. Nhưng mà được thì nên mua những cái loại sạc phải được tầm 100-200 nghìn. Mình sẽ giúp cho em đỡ hao pin hơn. Trong đây sẽ có chỉ cái chiều, em sẽ để đúng cái chiều vô. Oh shit. Rồi, để đúng chiều pin vô. Rồi, sau đó đóng nắp lại. Rồi, thì đối với con flash này nó sẽ có hai chế độ là on, off. Bên đây nó sẽ có cái nút này, nút test để bấm thử coi là flash đã hồi ready chưa. Khi mà hồi xong là đó, coi chụp. Rồi, ok, mình sẽ gắn cái flash vào cái máy của mình. Anh có comment tắt formatic F, sau đó anh xích này lại. Rồi, khi mà anh xích cái này lại rồi, em có thể test thử khi mà không có phim trước. Ok, test thử không phim lên còn. Ok, được. Xíu này lại, khi chờ cứng rồi thì nó mới ăn luôn. Rồi có lên con, nó có chụp được với flash. Mấy con này khi mới hồi đủ pin mình có chụp được 5-6 lần liên tục luôn. Ok, và cách điều chỉnh đó thì trên đây sẽ có cái bảng nè. Đầu tiên đó là mình sẽ phải setting, tắt trước đi. Rồi, đầu tiên là mình sẽ setting cái ISO nằm ở trên cùng. Đó là em setting ISO, dù em mua phim ISO nhiều em sẽ setting giống vậy. Để nói đơn giản dễ hiểu nó sẽ có 3 nước chế độ. Đầu tiên là ứng với chế độ là 1/16 là chế độ đen. Rồi cái này là nó 1/16. Thì ứng với chế độ 1/16 là khi mà em để cái tốc bộ đồng hóa flash của máy em là 1/60 thì mới có hình nha. Rồi, và tương ứng với khẩu 2 thì nó sẽ là bao nhiêu mét. Tương ứng với khẩu 2.8 sẽ bao nhiêu mét kiểu vậy. Thì mà em có thể canh thử. Đó, ứng với khẩu là 1/16, ứng với cái tốc độ đánh là 1/16. Còn tương ứng với khi mà em để qua cái chữ A auto màu vàng này thì nó sẽ đánh, thì em chỉ cần chỉnh khẩu trên lên là 5.6 và nó sẽ đánh được tốc đồng bộ flash là 1/60 và sẽ đánh được từ 1-5.5 m tùy theo ISO trên cuộn phim là bao nhiêu và sẽ đánh trong cái khoảng đó được. Rồi kéo xuống cuối cùng là A, nhưng mà cái này là mình mở khẩu đến 2.8 thì sẽ đánh được từ 2m-11m. Thì đồng đường anh sẽ sử dụng hai chế độ first làm. Một là anh sử dụng chế độ A mà màu vàng, đó là để khẩu này và trong cái khoảng cách bao nhiêu đây. Hai là anh để khẩu 2.8 ở trong khoảng cách là bao nhiêu đây, ứng với ISO như đây đó. Thì em có thể chụp được. Con này siêu nhạy luôn, thành ra rất là dễ dùng. Ok, rồi không xài thì tháo pin ra nha. Rồi con này có thể đánh được 3 lần liên tục, xong rồi nó phải hồi thêm 5-10 giây nữa. Rồi